Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cũ ra giải phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá cho các bác tham khảo mẫu xe gọi là che nắng che mưa, một mẫu xe mà tập lái dành cho mà các bác mới có bằng hoặc là các bác mà đi che nắng che mưa đi gia đình cũng cực kỳ ok luôn, thay thế một chiếc xe máy các bác nhé. Đến thì em này em Chevrolet Spark được sản xuất vào năm 2009, trang bị cho mình động cơ 0.8 và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Loanh quanh đâu đó nó khoảng 4,5 lít cho đến 5 lít trên 100 km ạ. Em này sơn xi tổng thành bên ngoài của nó thì mang lớp sơn màu xanh cốm khá là hài hòa trung tính về màu mè màu sắc các bác ạ. Hệ thống la răng của nó lên bộ la răng đúc rồi đấy, rất là cứng cáp luôn. Spark mà lên ra la răng đúc cứ nhìn nó khác bọt hẳn các bác nhá. Đấy, mẫu xe gọi là cửa tiền, gọi là tiền ít mà thịt nhiều đây, chở 5-6 anh em ngồi trên chiếc Spark mà đi gọi là vi vu cà phê cà pháo hay câu cá hoặc là che nắng che mưa tập lái quá là ok luôn. Giá trị em này hiện tại bên em đề xuất bán với giá cũng chỉ có 75 triệu thôi các bạn, không bằng một chiếc SH1 đâu mà nó được nhiều cái tiện ích hơn chiếc SH rất là nhiều. Bác đi nắng mưa không phải lo ngại gì cả, chở con chở cái hay là chở gia đình về quê cũng rất là cực kỳ ok luôn các bác nhá. Với máy số tàu này thì nó cực kỳ là bền bỉ cũng như là lành lặn, nó tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì bảo dưỡng nó rất là rẻ luôn. Đấy, máy số của nó thì hoạt động rất là trơn tru bình thường các bác nhá. Đăng kiểm thì hiện tại em nó thì nếu mà chẳng may hôm mà các bác mua nó hết đăng kiểm thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới, còn đâu mà đăng kiểm này hiện tại dài tận ngày 26 tháng 10 năm 2022 các bác nhá. Đấy, đời 2009 ạ các bạn. Những cái mẫu xe gọi là che nắng che mưa thì nhiều khi nó không được xuất sắc như những mẫu xe kiểu gia đình hoặc là các bác mua về mình đi chạy kiếm thêm thu nhập thì nó lại khác bọt hoàn toàn các bác nhá. Dòng này thì nó yêu cầu chất lượng của nó chỉ là máy số gầm bệ cũng như là hệ thống gọi là loa đài âm thanh ánh sáng mà điều hòa nó hoạt động rất là tốt là ok được các bác. Để em kiểm tra luôn phần keo chỉ và mặt tắp bi của nó các bác xem này. Đấy, keo chỉ của nó thì dường như là nó cũng keo chỉ đoạn này là còn zin các bác nhá. Sơn xi lại thôi cho nên là nhìn nó hơi bị dại một chút. Còn đâu keo chỉ là vẫn còn zin này, riêng cái cánh bên phụ là các bác này, cái sợi keo chỉ của nó nhá các bác, chưa hề có che lại gì cả. Nhiều lúc người ta sơn nó phủ lên trông nó bảo bả, trông nó cái keo chỉ nó không được đẹp cho lắm, nhưng hoàn toàn là còn zin các bác nhá. Và mặt tắp bi của nó thì hoàn toàn rất là đẹp tươi, nội thất rất là tươi lên. Em này thì nội thất được dọn dẹp rất là ok rồi, các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi, không phải trang bị thêm một bất cứ một cái gì trên cái gọi là chiếc Spark này nữa cả, thêm mất thêm chi phí làm gì được các bác, đầy đủ màn hình giải trí rồi. Còn hệ thống điều hòa thì tí nữa em sẽ khởi động khoang động cơ kiểm tra cái gọi là quạt gió xem nó hoạt động như nào. Đấy, quạt gió mà nó còn hoạt động thì tất nhiên là lốc nó vẫn còn nó rất là ok các bác nhá. Mà mặt tắp bi phía đằng sau nó khá là tươi đẹp luôn, keo chỉ em này hoàn toàn này, cánh sau cũng là nguyên zin các bác này. À, mặt tắp bi của nó cũng thế, những cái linh kiện nó kết nối nhau khá là hoàn hảo luôn. Nói chung là cũng được gia công xử lý rồi, cho nên là mọi thứ nó được chỉnh nắn lại rất là khớp và đều nhau. Đấy, lốp dép em này thì nó được khoảng tầm 85%, các bác không phải lo ngại lốp cả, mua về sẵn chỉ việc đi thôi. Chevrolet Spark các bác nhá, cửa tiền mà thay thế chiếc xe máy phải nói là quá là ok, đi mà mưa nắng không phải ngại gì hết. Khoảng 45 anh em có thể chung tiền mua một chiếc này thay thế chiếc xe máy để mà đi làm rất tiện lợi các bác nhá. Các bác đi làm xa đấy ạ, ngày mà các bác chạy khoảng tầm 4-50 cây hoặc là 6-70 cây đấy, mà các bác này làm sao khoảng có tích góp lại khoảng 4-5 anh em chung tiền mua một chiếc này về đi thay thế xe máy thì nó còn tiết kiệm hơn cả xe máy luôn các bác nhá. Nó đi nó còn tiết kiệm xăng hơn cả 4 anh em, mỗi anh em một chiếc xe máy đi nó còn ăn xăng hơn cả nhiều hơn cả thằng Spark này cả. Em này thì lên cả bộ Nippo này, nên cả Nippo này có cả camera lùi rồi đấy, có cả camera lùi đầy đủ luôn. Và tôn vỏ bên ngoài nó cũng khá là cứng cáp, nhìn nó cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Về tất cả vẻ bên ngoài nó là khá là tươi, sơn xi này đến phần gọi là cản nippo nó phải là cản nippo rất là có lợi các bác nhá. Các bác mà mới lái có thể nhiều khi mình lùi nó dứa, nó va chạm vào những cái thành tường hoặc nhạc là nó có cái cản nippo nó đỡ các bác bao nhiêu luôn, nó không chạm vào đến thân vỏ con xe. Đấy, cũng đầy đủ hệ thống đèn gầm, đèn chiếu hậu, tất cả mọi thứ này rất là tươi và trong, hoàn toàn không có bị ố nước hay là bị dập vỡ gì cả. Đấy, gầm bệ thì sáng choang các bác nhá, gầm bệ thì hoàn toàn là sáng choang rồi, không có dấu vết han gỉ mối mọt gì cả này. Đấy, gầm bệ tươi thế này rồi, Spark của giá chỉ có 75 triệu thôi. Nó thay thế và nó tiện lợi ông chiếc SH rất là nhiều. Hoặc bác nào mà nhà kinh doanh hàng hóa làm gọi là buôn bán tạp hóa, các bác mua em này về ship đồ cũng rất là tiện lợi luôn, để đồ bên trong, gặp hai ghế đằng sau để rất nhiều đồ, ship những đường cung bậc xa. Ví dụ như mà có đơn hàng mà xa một chút, bác đi làm Spark này nắng mưa đi lại nó không ngại các bác nhé. Đấy, em này thì keo chỉ phía đằng này nó hơi bị bong một tí này. Một tí keo chỉ này thôi. Đấy, còn đâu mà trên đây là còn nguyên zin các bác này. Ôi được cái này em Spark này là còn nguyên zin bác nhá. Keo chỉ là đương nhiên chỉ mất một tí con con thôi. Đấy. Mẫu gọi là che nắng che mưa, cửa tiền chỉ có loanh quanh 75 triệu thôi bác nhá. Nó không bằng một chiếc SH1 cơ.
mà đi nó phục vụ các bác đầy đủ tất cả mục tiêu, gọi là che nắng che mưa, gọi là mùa đông đi thì không lo gọi là gió lùa lạnh gì cả, và mùa hè thì lại có điều hòa mắt lạnh luôn. Toàn bộ hệ thống keo chỉ bên cánh lái là hoàn toàn nguyên zin này, mặt tắp bị cũng khá là tươi luôn, đẹp xuất sắc. Gương kính thằng này tất nhiên là gương kính của nó, gương kính chỉnh cơ rồi các bác. Mà toàn bộ hệ thống gọi là mặt tắp bi nó khá là tươi đẹp luôn. Vô lăng củ số nó này, vô lăng các bác này. Dấu hiệu hao mòn của nó cũng rất là ít các bác nhá. Cái vân sần của thằng Challenge Spark người ta thiết kế gọi là cái vân của nó vân chấm bi các bác. Cho nên dấu hiệu hao mòn nó xuống 5 tháng thời gian rất là ít luôn. Và vô lăng củ số nó cũng rất là tươi. Hộp số sàn 5 cấp này. Đấy, che nắng che mưa. Sau này các bác mà muốn lên xe các bác mang lại bán cho em thì nó khấu hao nó cũng rất là ít luôn. Các bác đi 1 năm thì bọn em trừ các bác đâu đó khoảng 10 15 triệu con dòng Spark này thôi. Đấy, kể cả bác đi 1 tháng bọn em trừ như thế. Bởi vì bọn em làm ăn kinh doanh nó có cái gọi là trong đấy nó có gọi là cái luật của công ty rồi. Đấy, xe các bác mà ra khỏi công ty thì 1 năm hay 1 tháng cũng như nhau thôi. Đấy. Toàn bộ hệ thống gọi là mặt tắp bi nó khá là tươi. Đấy, cho nên các bác đi càng lâu thì sau này cái gọi là cái chi phí hao mòn khấu hao nó càng ít đi. Máy nổ tròn tiếng các bác nhá. Điều hòa mát lạnh, gió điều hòa rất là to luôn các bác này. Đấy. Gió điều hòa rất là to, lốc vẫn đóng ầm ầm, điều hòa rất rét run tay luôn quá. Điều hòa rét run tay luôn. Đấy. Kể ra có cái gì mà cho các bác xem gió nó chạy thì phải. Các bác nghe tiếng gió được ạ. Đấy, tiếng gió nó này rất là ok luôn. Nóng có gió trong gió ngoài đầy đủ luôn quá nhá. Anh em phải lấy gió ngoài nhầm rồi, lấy gió trong nó đỡ bị mùi quá. Nhiều khi các bác đi mà ngửi mùi khét còn các bác lấy gió ngoài không ạ? Gió ngoài người ta đốt hiểu là qua những bãi rác thải hoặc là người ta đốt rác nào các bác ngửi mùi rất khó chịu, nên là các bác tốt nhất là lấy gió trong để mà đi. Còn khoang động cơ em này các bác này em kiểm tra luôn các bác nhé. Máy nổ thì cảm giác đó, máy nổ rất là tròn tiếng và êm tiếng thôi. Đấy, máy nổ thì dường như là không còn gì để bàn các bác, không tiếng động lạ gì cả. Đấy, cửa tiền chỉ lăn quanh 75 triệu, gọi là thay thế chiếc xe máy đây. Máy em này nó trang bị cho mình động cơ 3 máy thôi, và khoang máy của nó rất là đẹp luôn. Đấy, mặt giặt cò được chỉnh sửa, chỉnh nắn mọi thứ nó rất là hoàn hảo rồi, gần như nó không hề tượng ghi dầu cả. Người ta làm lại mới hết cho các bác, và các bác mua về sẵn đi thôi. Những cái dòng này mà máy zin thì các bác mua về càng lại mất thêm tiền làm các bạn. Nói chung người ta là càng làm mới thì các bác mua về càng đỡ phải cái tiền gọi là các bác chi phí bảo trì nó thôi. Cái máy nổ rất là tròn tiếng và đẹp. Đấy, mọi thứ của nó rất là hoàn hảo, là từ những cái cụm bình ắc quy cũng là mới các bác nhé. Hộp đen thế này, hộp đen tất cả mọi thứ này. Đấy, nắp keo chỉ, nắp carbon là hoàn toàn nguyên zin đấy chứ không đùa đâu bác. À, mất một tí con thôi, chứ là mất tí con với cái dòng Spark này thôi. Bởi vì ngày xưa các bác đi cũng là tập lái sợ che nắng che mưa, sau này các bác đi chán các bác đổi đời, bác bán lại cho em. Đấy, lại đến tay bác nào mà muốn gọi là đi cho một vài tháng cho cứng tay lái thì lại mua về mà đi gọi là che nắng che mưa tập lái thì hết bài luôn. Đấy. Đi chán bán lại cho em vẫn được giá mà các bác không phải lo ngại đâu. Đấy, chỉ có 75 triệu cho chiếc Spark các bác nhá. Đời 2009 thì bác nào đúng chân Zalo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 ạ. Mua về đi câu cá hoặc là đi che nắng che mưa tập lái là hết bài luôn, không còn gì để bàn nữa các bác. Cái dòng này mà các bác mua về mà để anh chạy thêm cái dịch vụ đấy là các bác quá khéo, các bác mới chạy thôi. Cái dòng này người ta cũng rất là kén, bởi vì nó thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là form dáng của nó không được theo kịp thời xu thế như thằng i10 với cả thằng Morning được đấy. Bác nào đúng chân Zalo cho em các bác nhé, 0389726738 ạ. Vâng, cảm ơn toàn thể các bác đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở video sau ạ.